Ngày 13 tháng 3, Công an Tây Ninh tổ chức lễ khai giảng các lớp tập huấn điều lệnh quân sự võ thuật Công an Nhân dân cho lãnh đạo và cán bộ làm nhiệm vụ huấn luyện thuộc Công an các đơn vị, huyện, thị xã, thành phố năm 2023. Đợt tập huấn chia làm 3 lớp. Trong thời gian tập huấn, các lớp tập huấn được quán triệt những nội dung các văn bản mới của Bộ Công an về công tác điều lệnh quân sự võ thuật trong Công an Nhân dân, thực hành một số nghi lễ Công an Nhân dân, điều lệnh đội ngũ từng người tay không, đội ngũ đơn vị, võ thuật Công an Nhân dân, cách sử dụng bảo quản và quy tắc bắn đạn thật một số loại súng ngắn, súng tiểu liên. Phát biểu tại lễ khai giảng, Đại tá Nguyễn Văn Trãi, Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh, việc tổ chức tập huấn đối với lãnh đạo công an các đơn vị địa phương là dịp để đánh giá lại kết quả thực hiện các thông tư của Bộ Công an, chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh về công tác điều lệnh Công an Nhân dân trong lực lượng công an toàn tỉnh thời gian qua, từ đó nâng cao hơn nữa chất lượng công tác điều lệnh quân sự võ thuật trong Công an tỉnh trong thời gian tới. Các đồng chí tham gia lớp tập huấn cần chấp hành nghiêm túc các quy định nội quy của lớp học và chương trình học tập.